Một con người đâu cả tàu bỏ cỏ, anh em cứ yên tâm. Ôi, anh em có thấy gì không? Sau này nó không đi nha. Tàu biết đâu. Núp. He didn't see it. Nó không thấy anh em ạ. Camera này. Lẹ đấy chứ anh em ạ. Dễ nha. Anh em có thấy gì đây không? Tội đấy. Lâu lâu không phải có giải trí qua game khác chứ anh em nhờ. Vậy sửa đâu nhỉ? Sao tát nhiều thế? Thôi anh em nhìn cái tát bánh nản luôn ấy. Mình đây. Skin. Hơi từ, cái này là tôi nên từ anh em ạ. Lúc cuối lễ cho có thằng đi theo tôi, tôi sẽ scan. Bố chàng nào chơi tắt điện rồi. Đây nha, ở đây. Cái này là gì nha? Easy. Có người chết. Ping. Okay. And ping please. Có vẻ là mấy thanh niên này chung team với nhau anh em ạ. Cho nên là cũng nguy hiểm nên là vote thằng ping thôi. Easy man. Rồi tôi biết luôn rồi đó. Tôi biết thằng hồi nãy bảo vệ thằng Bin là imposter luôn rồi đấy. Đứng ấn luôn sợ gì. 6 giây à. Được, tôi kê được anh em à. Gì đây? Ôi, ngầu vậy. Tôi nghĩ thằng chán tại nó bảo vệ cho thằng Hồng. Yep. Xe bò rồi. Thằng đen với một thằng nâu đấy. Có chứng cứ như vậy mà. Mấy mày sai lầm lớn rồi. Mày nói rồi. Bố mày sẽ đi theo thằng trắng. Mày đâu? Trắng đâu ta? Ủa? Tao mới thấy nó đây mà. Đâu rồi? Quê trắng. Trắng ơi. Thanh nó đâu rồi nha? Mở ra. Rồi vô. Có thằng nào phá ra anh em à. Ôi kìa. Nó vừa đông công lai đu sơn. Ủa, ta làm gì nhờ? Bố xanh mày, bot này. Bố mày đang cố giúp á, không hiểu luôn. Bố mày đang cố giúp chúng mày, mới mày làm vậy là sai rồi. Tôi sẽ đi theo thằng trắng anh em mà. Thằng trắng nó đang diễn đấy. Đen chết luôn rồi. Khoan, tôi nghiền trắng lắm. Khó đây, cà này khó nè. Hồi nãy kia nó tính giết tôi rồi anh em ạ. Thằng màu hồng đấy. Purple, thử vote thằng Purple đi. Why me cái gì, vote chết nó. Ừ, hay lắm. Tao nói rồi, Purple rồi không chịu nghe đâu. Mà cũng thắng anh em ạ. Let's go. Anh đủ. Nói vô má, lẹ ta. Thôi, kêu vote nó thì vote luôn chứ sao vậy. Quá là hay luôn, không thể tin được. Mấy thanh niên luôn. What the? What the hell? Bruh. No! God, please, no! Không hiểu mấy thanh niên luôn. Mấy thanh niên tự tử hết luôn rồi, không hiểu luôn. Cho làm cái task cái được không? Xanh đấy. Hey, có một người là imposter nhưng mà cái này là dễ nè. Tôi nghi thằng màu vàng lắm. Đi tố cáo anh em ạ, đi tố cáo. Hên quá. Nếu mà thằng màu vàng bên đó thì không phải rồi anh em ạ. Hai người chết luôn. Tôi sẽ đi theo thằng đen anh em ạ. Ok. Đen ơi, I'm following you. Tao đi theo mày. Thôi làm tát anh em mà. Thì dạng đâu đi coi nó. Phi hành gia mày đi đếm số rồi, what the hell. Oh. What? Are you shit? Không hiểu tại sao là có cái trận này nha. Chơi chúng tìm rồi anh em à. What? Cực kỳ chậm luôn. Khoan, chờ tao đi cả đã rồi giết sau cũng được. Don't kill me, Billy. Con này ở đây không nha? Chắc nó không thấy đâu anh em à. Anh em nhìn cái nhiệm vụ mà đi kìa anh em à. Con nạn. Còn ai ở đây không? Ocean, Romu.
Oh shit. Why? Why bro? Why? Coi mày giết ai nữa nha. Tôi nghĩ nó sẽ chui lên lại thôi anh em à. Đấy, tôi nói mà. Tôi là con ma chăm chỉ. Hai thằng chết rồi anh em. Yellow, đúng rồi. What you know? Yup. Thế mấy trận này easy thế nha. Sau một hồi tôi chơi thì biết mình cần phải cập nhật anh em ạ. What the f- Admin đúng không? Tính ra tao chưa chơi luôn á, thằng này. Kệ thế nha, kích ra đi anh em ạ. Gì? Mới vô mà. What? What the hell man? Vote chết bàn mà lát anh em ạ. Đừng có đoán, hay lắm. Mình nhớ mình vote rồi mà anh em. Chú cha mà ơi. Hello. Nó nhiều thằng vốt lắm mà ta. Thế nào nó thoát hết luôn rồi anh em à. Kèo này dễ ăn nè. Giờ chỉ có mình tôi thôi đây. Cái này là dễ. Đó là lên xe tối. Đi xe tối rồi nè. Cứ bước xuống đây, Đó cái mặt thằng cha này. Mày vô lý vậy. Easy. Tôi hên lắm anh em à. Cứ vô phòng nào là tôi là imposter là thoát hết. Vô lý vậy. Hello. Tôi kè được hết đây. Như có thằng lên anh em à. Có rồi. Nobody. Chúng mày đang ở đâu? Như mấy nó vẫn chưa biết trong đây có người anh em à. Tôi nghĩ là như vậy. Ui. Chui. Có đối tượng. Nice. Chết cho mày cho tao rồi. Hi. Ui. Trời, tôi mới vừa giết là tôi chui vô luôn đấy anh em ạ. Holy moly. Cứ diễn như người bình thường đi anh em ạ. Vãi, tôi không biết. Có vẻ là tôi bờ rồ quá anh em ạ. What? Hết được, tôi cứ tưởng nó là không biết anh em ạ. Hết được. Có vẻ là tôi bờ rồ quá anh em ạ. Tôi tin mày đó Tím. Tôi sẽ chôn bọn nó. Tím ơi, mày còn đó không? Tím! Tím nó không chơi rồi, Tím ơi. Tím đi rồi, Tím đâu, quay Tím. Giúp mày, hay lắm. Đúng rồi. Đông. Ôi, nó không bị dính rồi anh em à. Thôi, nó nhóc này. Rồi, tao tin tưởng mày. Làm tất cả đi Tím à. Hồi nãy tại tôi cái nút nó không di chuyển thôi anh em à. Chứ không là nó không thấy đâu, vô lý vậy. Mà giờ tôi sẽ tin tưởng Tím thôi. Nice. Ok Tím. Ok tím nè. Thôi không có thằng purple anh em. Có vẻ là ổn đây. Thằng anh em. Vote đi. Vote. Thằng kia nó không vote sẽ nghi ngờ anh em ạ. Tôi nghĩ là như vậy. Chắc sao. Chúng ta có thể thắng. Tôi sẽ đi hỗ trợ thằng Tím anh em. Có vẻ thằng Tím nó sẽ giết người. Nó đâu rồi? Tím rồi. Tím đây. Có thằng nó cũng đi theo kìa anh em ạ. Giết. Ôi đừng. Từ. Có vẻ là tôi quá vội. Gì vậy? Thấy không, nhà tôi lên đi theo nó là mình chỉ có nha. Ôi thường trắng đi. Mấy thằng đi. Vote. Thằng vote thằng trắng, nếu thằng Tím nó giết một người nó là thằng win rồi. Tôi có cơ hội thắng. Thôi xong rồi em ơi. Thôi. Hên ấy. Toán rồi. Tôi sẽ ấn vô O2 anh em ạ. Tao tạo cơ hội mày đấy. Tao tạo cơ hội. Giết. Don't kill it. Từ. Tím này nó vội vàng quá. Đúng rồi. Nó vội quá anh em à. Rồi xong. Không biết nó vô sao đây. Vô lý vậy. Trời. Không thể tin được.
Yep, cuối cùng tôi đã giúp nó rồi, thế anh em, tôi giúp nó thắng đấy. Nói chung là cũng có một phần của tôi. Yeah.